Hi, welcome back to another video Terry Cuộc Sống Úc. Lần trước Terry đờn bài The Romance thì có được rất là nhiều những cái lời khen từ các bạn. Thì Terry cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem cái video đó và cho Terry một cái comment rất là tích cực. Hôm nay video thì Terry sẽ đờn bài Green Sleeve. Thì cái bài này á, nó nằm, đúng hơn á, thì nó sẽ nằm vào cái mùa Giáng sinh hay là cái ngày Chúa Phục sinh. Nhưng mà hôm nay thì Terry tập dợt lại thì Terry sẽ cho các bạn nghe luôn. Nếu mà các bạn thích cái video này á, thì cho Terry một cái like với comment ở dưới và share cái video này nếu mà các bạn ủng hộ Terry. Thì Terry cảm ơn các bạn rất là nhiều. Terry chắc chắn là các bạn đã nghe qua cái bài này rồi, rất là quen thuộc, nhưng mà sẽ không biết cái tựa bài này như thế nào. Terry hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi.